Thầy Lâm xin chào các bạn đã đến với thiếu nhi Quảng Trị tuần này. Các bạn thân mến, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, năm học 2023-2024 sẽ kết thúc rồi. Thầy Lâm hy vọng rằng trong thời gian bận rộn với việc thi cử, các bạn vẫn không quên đồng hành cùng Thầy Lâm trong mỗi chương trình thiếu nhi Quảng Trị các bạn nhé. Nào, trong chương trình hôm nay, chúng mình hãy đến với những nội dung chính sau đây. Giáo dục tình yêu quê hương qua các tiết học ngoại khóa. Tiểu mục Gương mặt tuổi Hoa hôm nay sẽ giới thiệu chân dung bạn Nguyễn Hoàng, trường tiểu học số 1 Hưng Hiệp, huyện Đắk Rông. Các bạn thân mến, giáo dục địa phương là nội dung quan trọng góp phần phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa các tiết học giáo dục địa phương vào các trường học, cấp học góp phần nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, những giá trị sống tốt đẹp của quê hương, đất nước cho các bạn học sinh, đồng thời tăng cường khả năng lồng ghép, tích hợp kiến thức của giáo viên trong quá trình giảng dạy. Chúng mình hãy cùng đến với hoạt động ngoại khóa này của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Giang, huyện Triệu Phong qua ghi nhận sau đây các bạn nhé. Một buổi hoạt động ngoại khóa của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Giang, huyện Triệu Phong được tổ chức tại di tích lịch sử miếu thờ ngài Tài Phó Nguyễn Ưng Dĩ đã thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia. Tại đây, sau khi thắp nén nhang, thành kính dâng lên ngài Tài Phó Nguyễn Ưng Dĩ, các bạn học sinh được tham gia một tiết học lịch sử, tìm hiểu về tiểu sử và những công lao to lớn của ngài Tài Phó, gắn với những mốc son quan trọng của lịch sử, dân tộc và quê hương. Đây là một trong những hoạt động của môn học giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Giang đã thực hiện trong nhiều năm qua. Thay vì những tiết học ở trên lớp thì chúng em được trải nghiệm thực tế tại những di tích lịch sử thì giúp cho chúng em nâng cao được lòng tự hào, hiểu rõ về lịch sử dân tộc và nâng cao kiến thức bổ ích giúp cho thuận lợi việc học tập lịch sử của em. Em mong muốn được có nhiều buổi học như ngày hôm nay sẽ biết thêm nhiều dân nhân và nhiều di tích lịch sử ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xã Triều Giang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Để tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa, thực hiện sự chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triều Giang đã xây dựng kế hoạch giáo dục di sản văn hóa và tổ chức các hoạt động giáo dục gần với di sản văn hóa để các bạn học sinh được tham quan, tìm hiểu, học tập và trải nghiệm. Những địa điểm được lựa chọn tham quan, trải nghiệm luôn gần với nội dung của môn học và lịch sử địa phương mang lại nhiều lý thú cho các bạn học sinh. Qua đó, không chỉ góp phần giáo dục lịch sử mà còn giúp mỗi bạn có được kiến thức lịch sử bằng thực tiễn nơi mình đang sống, hình thành cho các bạn lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Thông qua những tiết học như thế này thì nó giúp cho em biết thêm nhiều kiến thức lịch sử về địa phương và giúp em thấy tự hào về các thế hệ ông cha ta trước kia. Hoạt động trải nghiệm này là một hoạt động rất là thiết thực và bổ ích. Thông qua hoạt động trải nghiệm thì mình sẽ tạo cho học trò có những cái kỹ năng mà các em có thể vận dụng vào trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là kỹ năng trình bày, diễn thuyết, rồi hoạt động nhóm hay là chơi trò chơi. Và thông qua hoạt động trải nghiệm này thì giúp các em hiểu hơn về lịch sử địa phương Quảng Trị nói chung, cũng như là lịch sử địa phương Triều Giang nói riêng. Và qua đó thì góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước cho các em. Để nâng cao hiệu quả các tiết học giáo dục địa phương, trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Giang lựa chọn phương pháp học tập phù hợp, tổ chức hiệu quả, chất lượng các tiết học ngoại khóa cho học sinh nhằm mang lại sự hấp dẫn, hứng thú trong mỗi tiết học. Nhà trường luôn hướng tới việc cung cấp các kiến thức nền về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán của đất và người Quảng Trị. Qua đó, bồi đắp cho các bạn niềm tự hào quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện tốt.
Nhà trường cũng như liệt đội sẽ phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể của địa phương, cũng như là các cái tổ du lịch, cũng như là các cái hoạt động khác, đặc biệt là trải nghiệm đến không chỉ các cái di tích lịch sử của Triều Giang mà cả các cái di tích lịch sử ở tỉnh Quảng Trị. Hoạt động giáo dục địa phương mang lại những bài học thực tế đầy sinh động. Các di tích đều là nơi lưu giữ tên tuổi những vị anh hùng dân tộc, những người có công lao với đất nước, quê hương. Vì vậy, trong quá trình trải nghiệm, khi được tiếp xúc, quan sát, tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa, giúp các bạn học sinh hứng thú, say mê khám phá. Thông qua các hoạt động trải nghiệm đã bồi đắp thêm tình yêu lịch sử, biết quý trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Từ đó, giúp các bạn vận dụng các phương pháp học tập tích cực, đồng thời giáo dục niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, bảo vệ di tích lịch sử và phát huy giá trị di tích lịch sử của quê hương mình. Các bạn thân mến, năng nổ, nhiệt tình, học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt là đam mê tiếng Anh, đã giúp cho bạn Nguyễn Hoàng, học sinh lớp 3B, trường tiểu học số 1 Hường Hiệp, huyện Đắk Rông, trở thành học sinh xuất sắc, luôn được cô yêu, bạn mến. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng mình hãy cùng gặp gỡ người bạn đáng yêu này các bạn nhé! Khi nhắc về bạn Nguyễn Hoàng, các thầy cô giáo và bạn bè ai cũng dành tình cảm yêu quý, bởi Hoàng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi đều tất cả các môn. Ở lớp, với cương vị là một lớp trưởng, Hoàng luôn năng động, nhiệt tình. Hằng ngày, bạn ấy đến lớp từ sớm, làm nhiệm vụ kiểm tra việc học và làm bài tập của các bạn trong lớp. Đa số các bạn trong lớp Hoàng đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận tiếng Việt còn không ít khó khăn nên ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài. Vì vậy, Hoàng luôn giúp đỡ, kèm cặp thêm tiếng Việt cho các bạn, nên các bạn luôn dành tình cảm yêu mến với Hoàng. Cháu sẽ cố gắng học tập thật nhanh để dành thời gian giúp đỡ những bạn con chậm. Em rất vui vì em đã được giúp đỡ những bạn con chậm. Bạn Hoàng rất là tốt bụng và thường giúp đỡ người khác. Và bạn Hoàng rất là học giỏi, có năng khiếu, hội thoa như là vẽ tranh, nhảy múa, hát và làm các bài rất là giỏi. Đặc biệt, Hoàng rất đam mê và có năng khiếu với môn học tiếng Anh. Bạn ấy còn năng nổ tham gia cuộc thi IELTS năm lớp 3. Trong kỳ thi tiếng Anh trên mạng Internet, Hoàng đã đạt nhất cấp trường, nhất cấp huyện, nhất cấp tỉnh. Đặc biệt, bạn ấy đã tham gia thi vượt lớp IELTS khối lớp 4, đạt đạt nhì cấp trường và đạt nhất cấp huyện. Ngoài ra, môn tiếng Việt, Hoàng cũng đạt nhiều giải như giải nhì hội thi trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện, giải ba hội thi trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh, giải khuyến khích hội thi đại sứ văn hóa đọc cấp huyện năm lớp 2. Thành tích của Hoàng là niềm tự hào của lớp, của trường và cả gia đình. Hoàng là một học sinh ngoan, có cái khả năng quản lý lớp rất là tốt. Bởi vì thường là 15 phút đầu giờ cũng giống như là các giờ tiết thì đa số là đưa cho Hoàng quản lý. Thì Hoàng quản lý thì từ khi Hoàng quản lý thì lớp là phong trào của lớp luôn đi lên và rất là nghiêm túc. Còn trong quá trình học tập thì Hoàng là một học sinh xuất sắc của lớp, luôn giúp đỡ bạn bè và đặc biệt là giao cho Hoàng một nhiệm vụ, đó là kèm cặp một bạn trong nhóm, là đó là bạn Thông. Thì bạn Thông đó thì bữa nay cũng tiến bộ rất là nhiều. Học giỏi, thích hoạt động, Hoàng còn thân thiện, hòa đồng với các bạn trong lớp và trong trường, luôn giúp đỡ các bạn trong học tập. Hoàng là tấm gương đổi viên sáng để các bạn học tập và noi theo. Các bạn thân mến, chân dung bạn Nguyễn Hoàng, trường tiểu học số 1 Hường Hiệp thật đáng tự hào phải không nào? Tuổi Hoa chúng mình hãy luôn phấn đấu, chăm ngoan, học giỏi các bạn nhé! Đến đây chương trình Thiếu Nhi Quảng Trị xin khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau!